Hello cả nhà, hôm nay là thứ bảy, ngày 22 và tháng 5, tháng 6. Vì chú đang ở Huntington Beach và sau những ngày tháng tìm những cái gầm cầu ở những cái freeway không kiếm ra mùi nổ thì mình sẽ kiếm những cái gầm cầu tàu Pier các bạn. Đây là cái cầu Pier, chân cầu Pier Huntington Beach. Nên tìm kiếm xem có mùi nổ ở đây không. Một người nhìn giống như là dân homeless à. Còn nhưng mà ông này là người Mỹ trắng à, không phải là mùi nổ rồi à. Bây giờ chúng ta nhìn xuống những cái gầm cầu chân cầu ở biển Huntington Beach à. Đi kiếm một vòng coi thử có mùi nổ hay không ha. Sáng hôm nay trời khá là đẹp các bạn à, quay cho các bạn biết một số hình ảnh của biển Huntington Beach rất là đẹp, trong xanh. Và các bạn thấy những người mà chơi chơi lướt sóng nè, surfing đó, họ là chơi khá là đông nha. Chuẩn bị là cũng cái giải surfing của US Surfing 2024 đó bạn à. Họ mang những cái bộ đồ lặn để chơi surfing à, biển nó rất là đẹp nhưng mà nước thì lại khá là lạnh các bạn, lạnh nên nó khó tắm lắm, lạnh lắm. Các bạn thấy dân Mỹ cũng ít tắm nha. Đây không biết là có khả năng đây các bạn, có khả năng mùi nổ ở dưới những cái chân cầu hầm cầu nữa không bạn. Mùi nổ là mùi nổ nói mùi nổ sống ở gầm cầu ở Mỹ còn sướng hơn ở Việt Nam. Gầm cầu ở freeway không có, thì gầm cầu ở dưới biển có không bạn. Gầm cầu dưới biển. Có khi nào mà mùi nổ chui dưới nước không bạn? Có không bạn? Chui dưới nước. Bạn đoán có không? Có khả năng không? Mùi nổ hít thở dưới nước các bạn. Đây, mình đi bộ một vòng cho mọi người xem luôn. Sắp đến ngày July 4, đó ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, Independence Day. Bây giờ là chỉ còn gần 2 tuần nữa là đến ngày Independence Day của Hoa Kỳ các bạn, một trong những ngày lễ lớn của nước Mỹ. Mà người dân Mỹ ăn mừng ngày July 4 rất là lớn nha các bạn. Mấy người câu cá nữa nha. Câu cá trên pier này nó không cần license nha. Không cần license. Sáng giờ câu được mấy con rồi chú? Chưa nào, chú mới ra hả? Mới ra hả? Nay trời đẹp quá. Ủa chú biết ở đây, cá này, có cá này chú. Bắt lại phải không? Đây này. Đây. Wow. Sáng giờ bố câu được con rồi chú. Chú ra đây mấy giờ rồi? Được mấy tiếng? Tiếng câu được con hả? Con đâu là con? Vậy cũng vui rồi.
Câu này vui mà. The first fish. The first fish he gets. Oh, con này con gì ông con hào hả chú? Sò. Sò. Wow, sò là chú để làm màu cao và beo quá hả? Ở đây chú biết ai tin 10 nổ không? Ở khúc này nè, 10 nổ. 10 nổ hả? 9 nổ thì có mà 10 9 nổ thì chưa. 9 nổ có. Vậy chú không biết 10 nổ phải không? À, ở đất ở đây con người lên 10 nổ. Còn có 9 nổ, 9 nổ mà nó chết rồi. 9 nổ chết rồi. 9 nổ chết rồi chú. Ồ, vậy hả? Ở đây có người tin là 9 nổ. Là bạn chú hả? Không, quen hả? À, chú hay câu ở đây không? Hình như con thấy chú thường xuyên ở đây á. Nhưng mà ở đây câu cá ở trên pier là không cần license nghe. Không cần. Ở hồ mới có license. Cảm ơn chú. Dạ. Yeah. 9 nổ ở đâu chú? 9 nổ. Ông muốn kiếm 10 nổ à? Ở Pit Valley hả? Pit Valley, thank you chú, Wow, vậy là kiếm được 9 nổ đó bạn. Chú này mới chia sẻ 9 nổ. 9 nổ đã nằm dưới, nằm xuống nhà hoàng Pit Family ở đường Westminster và đường Beach. Còn 10 nổ thì chưa kiếm ra. 10 nổ không, chưa kiếm ra. À, một buổi sáng thứ bảy rất là đẹp. À, cho mọi người có cảnh đẹp và giải trí, một chút vui vẻ vào cuối tuần đó bạn. Không có gì mà gọi là serious đó, chỉ là một cái xem cảnh và một chút hài hước cho vui vào ngày cuối tuần. Đây, có những nhiếp ảnh gia chụp ảnh các bạn đó. À, chụp những người đi shop free nè. Đây là chiếc xe bán tải của cứu lửa ở Highland Beach, dùng để sử dụng cho cứu trợ ở đây. Cầu tàu Pierre. Biển đẹp các bạn, nhưng mà chỉ có vài đứa nhóc đốc đóng biển mình xuống thôi. Xuống thì sợ lạnh quá bạn ơi, nước lạnh lắm. Rồi, ở bên này cái này 10 nổ bạn, có phải 10 nổ không? 10 nổ sao mà đen quá rồi bạn, không phải 10 nổ rồi. Alright, keep going. Nè bạn cũng 10 nổ à. Một người vô gia cư.
Mỹ trắng vô gia cư. Đây Shop City Honeybeat các bạn à, các bạn thấy cái logo bên giữa không? Giữa à, giống giống gì không? À, màu vàng và ba sọc đỏ. À, ngay cái một cái shop à, ở đây các bạn, ở ngay cái cầu đầu nha, bán đồ chơi á. Các bạn thấy họ ghi nè, cảnh báo ăn trộm. Những mặt hàng ở cửa hàng này là từ được từ là 951 đô trở lên đó, có nghĩa là dưới đó, đó là không phải không bị cho là kết tội được về ăn trộm rồi. Bây giờ ăn trộm ăn cắp sắp đến tên nhiều quá cho nên tha, nhưng mà cái cửa hàng này họ mát, họ nó là trên, cho dù mắc là rẻ nhất đó thì tính tiền ra khác, nhưng mà vẫn là à, ghi là cái giấy trị giá 951 đồng để ngăn chặn trộm cắp. Oh, beautiful man. Hey, beautiful. Oh, yeah. 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 Mặc đồ giống thầy thích thích bên toàn các bạn. À. À. Sẵn ra sẵn ngắm các hot girl đánh bóng chuyện và hot girl nha. Nên hot boy nha. Hot boy thôi nhìn chán quá rồi. Mình có bóng chuyện mình phải ngắm hot girl ha. À mấy hot girl. Bốn cô gái rất là nóng bỏng chơi thể thao à, dân Mỹ à, gái đây đánh chơi thể thao cũng dữ các bạn, giữ gìn sức khỏe, phơi nắng luôn à, dữ dội không à, cầm banh lên đánh đi em. Wow, vô tư thế. Wow, quất luôn. À. À. Quất. Rồi, em này đã nằm xuống nhưng mà đã đứng quá đẹp luôn. À, cho bạn ngắm gái đi thôi. Đây các bạn. Đây là bảng Independence Event, Firework Over the Ocean sẽ được đốt pháo hoa vào ngày độc lập, là ngày July 4. Đây là sân khấu chuẩn bị cho ngày July 4. Các bạn thấy sân khấu không? À, sân khấu đang chuẩn bị cho ngày July 4 và buổi tối thì có đốt pháo hoa các bạn. Đây có cờ Mỹ, cờ tiểu bang California, cờ của thành phố Huntington Beach. À, bây giờ mình xuống gầm cầu Pierre luôn để xem có mì nổ hay không. Đây cũng Unifor họ cũng có bán các bạn, mở các như là hỗ trợ các bạn. À.
Đây, gầm cầu. À, không biết là gầm cầu này thì có 10 nổ hay không. Để zoom lên. Ồ, đây không phải 10 nổ, một cô gái xinh đẹp. Đó, một xe. Chắc là 10 nổ ra đây mà ngoài mà nằm chắc bị đuổi quá. À, mình đi dọc qua, dọc thử coi. Gầm cầu. Phải đi khảo sát hết những cái gầm cầu, từ gầm cầu phi quay đến gầm cầu ở dưới biển nha bạn. À, kiếm 10 nổ cho các bạn, các bạn nhớ bấm like, bấm share để việc chi chú chia sẻ những thông tin mới nhất cho các bạn. Đừng quên đăng ký member, member cho việc chi chú luôn. Này sao họ báo gì? Kipley Emergency Vehicle Traffic Land là không có đồ đi qua đây, nhưng mà mình chắc mình đi bộ qua đây được. Đó là làm, họ làm sẵn cho cái lễ chủ đề pho các bạn. Đây có phải 10 đổ không? Không phải, một cậu bé. Đây, gầm cầu này chắc là 10 đổ lặn ở dưới này thôi. À, có thể là lặn ở dưới đây thôi các bạn, không mình không kiếm hoài mà không thấy. Alright các bạn, các bạn đã cùng với việc ghi chú đi một vòng để kiếm 10 nổ, nhưng mà kiếm vẫn chưa ra. Có thể là ở dưới nước đuôi dưới nước các bạn. Có thể là đâu đó các bạn có thể comment cho ý kiến các bạn là 10 nổ đang ở gầm cầu nào. À, nãy chở trên cầu á thì có chú đó, chú câu cá cũng hai mấy ba chục năm ở đây rồi, chú nói là biết 9 nổ chứ không biết 10 nổ. Vậy thì chúng ta cùng cho ý kiến là 10 nổ đang ở gầm cầu nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào tạm biệt.